Sáng ngày 9 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lực lượng và phương tiện tiến hành đón các công dân của Thừa Thiên Huế đang cách ly tại Quảng Trị về địa phương. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 8 và rạng sáng ngày 8 tháng 7, công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế ngay sau khi đáp xuống ga Đông Hà, Quảng Trị đã được ngành y tế tỉnh này chuyển lên tại khu cách ly trạm đo lường thử nghiệm thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Theo thông tin từ khu cách ly trạm đo lường thử nghiệm thì tất cả 20 công dân đều có sức khỏe ổn định, không có trường hợp nào bị sốt, ho. Trong 2 ngày thực hiện cách ly thì các công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo các công dân, sau thời gian dịch COVID-19 kéo dài thì cuộc sống của nhiều lao động đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều lao động không có việc làm khi dịch bùng phát, do đó phải chấp nhận trở về quê hương để tránh dịch. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như là các bộ ban ngành mà cử một đoàn như vậy tới là anh em rất là quý mến và xúc động. Đến 17 giờ ngày 9 tháng 7 thì tất cả 20 công dân đã được đưa về khu cách ly tại Điền Hải, huyện Phong Điền. Tại đây, các công dân cũng đã được phun khử khuẩn và lấy khai báo thông tin cá nhân một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Các công dân sẽ thực hiện cách ly 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR 3 lần. Nếu có kết quả âm tính, sẽ được trở về nhà và thực hiện giám sát tại địa phương 7 ngày và được lấy thêm một lần lấy mẫu xét nghiệm PCR. Nếu có kết quả âm tính thì các công dân được thực hiện các hoạt động bình thường. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.